Xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay lại tiếp tục về hàng mới. Xin được lần này mình xin được giới thiệu với anh em một mẫu búa siêu phẩm của H. Mẫu búa size 22 của hãng H nha anh em. Hãng H của Mỹ. Đây là một cái mẫu búa mà bên shop em đánh giá được là đẹp nhất trong cái dòng của H. Nói với cái mẫu size 20. Cái đầu và thiết kế của nó cực kỳ đẹp. Thiết kế theo hình thẳng, nhìn rất là chất, cán sắc nghiền khối sợi thủy tinh. Mình quay tổng quan cho anh em xem. Đầu là đầu gai dùng để đóng chống trượt, có đầu chỉnh đinh và hút đinh. Cái mẫu mới này mình mới về được còn một số lượng ít thôi. Cái hàng H này loại mẫu size 2, cái mẫu này nó đẹp, thị trường đồ anh em là hồng bãi rồi, ít có hàng lắm, lâu lâu mới về được 5-10 cây thôi. Cái dòng này nó được cái là thiết kế giống như thằng Miloke, cực kỳ đẹp. Thì cái tổng quan của cái búa này là nó dài là 40 cm và nó nặng 1,1 kg. Dòng búa này nó tính ra 1,1 kg thì nhìn nó cũng hơi nặng tay so với anh em, nhưng mà nếu anh em nào mà khỏe tay thật cao vàng á thì sử dụng cái búa này nhìn rất là đồng tay và chất lượng. Hàng nó thiết kế rất là đỉnh, rất là chất lượng, rất đẹp. Hàng như còn mới, gần như là 98%. Cái mẫu búa này nếu mà anh em mà mua eBay Mỹ gì giá không dưới 2 triệu, hơn 2 triệu đâu. Nhưng mà nó về nó cũng mới, cũng cỡ như vậy là hết à. Thì bên mình bán cái mẫu búa size 22 này là giá 450.000 cộng phí ship một cây. Xin nhắc lại, mà mình bán cái mẫu búa H Mỹ size 22 này giá chỉ có 450.000 cộng phí ship một cây. Đợt này về số lượng cũng cỡ nó được 6-7 cây à. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên phía đại để đặt hàng. Đó, mình tổng quan lại xem. Hàng này rất đáng đồng tiền cho anh em. Cực kỳ đẹp và chất lượng, phải nói là quá đỉnh, quá đẹp. Rồi, xin cảm ơn anh em đó tham khảo video. Chúc anh em một ngày mới gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn mua bán. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi.